Xin chào quý vị và các bạn. Cuối tuần này, bóng đá châu Âu chứng kiến rất nhiều những trận đấu đỉnh cao. Đó là El Clasico tại Tây Ban Nha, hai trận derby Italy và Pháp. Còn tại Premier League cũng chứng kiến màn đại chiến giữa Arsenal và Liverpool. Sau chuỗi trận thất bại, các pháo thủ đã phải nhận trận thua đầu tiên ở vòng đấu vừa qua. Và kết quả này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta kém đối thủ Liverpool 4 điểm trên bảng xếp hạng. Và một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp Arsenal tiếp tục song hành cùng các đối thủ của mình cho cuộc đua vô địch. Liệu các nhà đương kim Á quân có ngăn cản được phong độ ấn tượng của Liverpool? Và như thường lệ trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trao đổi với bình luận viên Quang Huy về trận đấu tâm điểm này. Thưa bình luận viên Quang Huy, có thể nói trận Super Sunday giữa Arsenal và Liverpool có ý nghĩa rất lớn, có thể quyết định đến cuộc đua cho chức vô địch mùa giải này. Anh có nghĩ như vậy không? Quả thật là mùa giải mới bắt đầu, nhưng mà thời điểm này tôi nghĩ rằng là cuộc đua Liverpool Arsenal nó quyết định rất nhiều chức vô địch. Đặc biệt Arsenal nếu mà thua ấy thì tụt lại phía sau. Tất nhiên thời gian của mùa giải vẫn còn nhiều, nhưng chúng ta nhìn nhận Arsenal này đang có khó khăn, chấn thương rồi là thẻ phạt, và phần nào đó cái niềm tin cũng bị lung lay. Thế thì nếu như họ để thua trận này thì chúng ta cái cuộc đua tam mã nó sẽ không rõ nữa. Và chúng ta cùng phân tích là Man City 2 năm trước họ đua với Arsenal song mã, cuối cùng họ vẫn bứt lên. Năm nay nếu mà đua tam mã thì khả năng mà chốt được ngôi của Man xanh có thể sẽ tốt hơn, bởi vì là 3 đội cùng đua thì Man City có thể bị mất lực nhiều hơn. Bởi thế tôi cho rằng là trận đấu này rất là quan trọng với cả Arsenal, và họ phải cố gắng để không thua, ít nhất là như vậy. Vâng, cách biệt hiện tại giữa hai đội đang là 4 điểm khi giải đấu mới đi được gần 1/4 chặng đường. Vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch vào lúc này. Vào mùa giải trước, Arsenal thường mất điểm trong các trận đấu với các đối thủ dưới cơ. Mùa giải này, kịch bản có vẻ như đang lặp lại khi pháo thủ vừa thua Bournemouth. Thưa anh, trận thua này ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần của các cầu thủ Arsenal? Tôi chưa nghĩ là như vậy. Arsenal thì cái lo hơn một cái trận thua vừa rồi trước Bournemouth đấy là lực lượng họ bị hao tổn nhiều. Cách đá của Arsenal mùa này nó rất là fighting, đôi khi còn có cả chất bạo lực nữa. Tức là có thể họ đá như vậy để lên tinh thần và dằn mặt đối thủ, thành ra là hao tổn sức lực, cầu thủ chấn thương nhiều và cũng cả thẻ phạt nữa. Thì tôi nghĩ rằng là trận thua vừa rồi nó cũng giống như việc Liverpool thua Nottingham thôi. Tức là sau quãng FIFA Day thì họ trở về bị đối phương bắt bài cũng như là một cái tai nạn thôi. Về trận thua vừa rồi chỉ là tai nạn, nhưng mà có thể sẽ có những cái hậu quả từ chấn thương và thẻ phạt. Vâng, anh vừa nhắc đến trận thua Nottingham của Liverpool. Đó là trận thua duy nhất của Lữ đoàn đỏ dưới thời huấn luyện viên Arsenal. Có thể nói nhà cầm quân người Hà Lan vẫn đang trải qua những ngày tháng trăng mật ngọt ngào với Liverpool khi ông cùng các học trò thắng 11 trên 12 trận đấu gần nhất. Anh ấn tượng gì với cách dùng người và chỉ đạo của huấn luyện viên Arsenal? Tôi ấn tượng ngoài cái việc mà Graham Bennett phong độ rất là tốt, quá hay, chúng ta đều nói với nhau nhiều rồi, thì cái việc mà chuyển sâu chiến thuật từ 4-3-3 sang thành 4-2-3-1, tôi cho rằng nó cũng là một cái bước uyển chuyển để mà dễ chọn con người hơn. 4-3-3 nó rất là đặc thù về về con người đá tiền vệ và tiền đạo, nhưng 4-2-3-1 thì có thể rất là uyển chuyển. Ví dụ Szoboszlai đá cùng với Ramos cũng được, mà lên phía trên đá trở thành một trong ba hậu công cũng được. Mark Allister cũng là trường hợp như vậy. Salah được giữ lại, tôi cho rằng đấy cũng là cái tầm nhìn của câu lạc bộ. Tóm lại chúng ta nhận thấy ở Liverpool ấy là đúng điều hành của họ rất là tốt, cùng với Klopp đầy tâm huyết. Và trước khi ông ấy nghỉ thì ông đã có một cái quyết đoán từ sớm để câu lạc bộ có sự chuẩn bị. Giữ lại Salah thì cũng là điểm tựa trang công. Có thể sau mùa này Salah đi được, nhưng mà mùa giải hôm nay anh ấy vẫn rất là quan trọng, là người truyền cảm hứng và là cái trục trong cách chơi của Liverpool. Chúng ta cũng thấy những cái điều mới. Arno trước đây thì tấn công rất tốt, nhưng người ta luôn hỏi là anh phòng ngự thế nào. Tuy nhiên gần đây Arno phòng ngự đâu ra đấy. Và cái điểm khác biệt nữa của Liverpool là hàng phòng ngự chơi kín kẽ. Phải nói là ghi bàn của đội họ lúc này là không đơn giản, cũng là nhờ một kiểu chơi nó hài hòa hơn. Trước đây 4-3-3 thì luôn luôn phải đề cao đội hình và hay bị đối phương phản đòn với những pháo bóng chuyền về ra sau lưng hậu vệ. Nhưng bây giờ thì họ đã kín kẽ hơn, hợp lý hơn, và các cá nhân vẫn phát huy được cái tài nghệ của mình. Đấy là cái hay của Arne Slot, ông ấy kế thừa rất là tốt. Bên cạnh Salah vẫn rất hay tràn công thì chúng ta thấy là Cody Gakpo cơ bản là cũng đều chân, rồi là Luis Diaz mùa giải này bùng nổ. Nhưng nhét cũng bắt đầu bắt nhịp rồi, thì đấy là cái hay của Liverpool trong hệ thống mà họ đang tỏ ra rất hài hòa. Vâng, Liverpool đang cho thấy một phong độ cực kỳ ấn tượng khi toàn thắng cả 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong đó, 2 trận vừa qua họ đều đánh bại các đối thủ cực kỳ khó chịu là Chelsea và Leipzig. Thưa anh, thật sự rất khó để tìm ra điểm yếu của Liverpool vào lúc này, phải không? Tôi cho rằng là lúc này đây họ không có Alisson Becker,
thì đấy là một thủ môn mà phải nói vẫn là cái người mà các trận đấu lớn ấy, cái số tình huống cứu thua trông thấy của anh nó rất là rõ. Keller cũng là một thủ môn đẳng cấp quốc tế của công Ireland, nhưng mà đúng là so với Baker các trận đấu quan trọng ấy thì Isaac Baker vẫn tạo ra một cái uy để đối phương là vào gặp anh ấy là cũng rất là ngại trong những pha đối mặt, bởi vì thủ môn này kinh nghiệm tốt và rất là toàn diện. Thì đấy, nếu mà nói là một điểm yếu thì có thể là cái vị trí thủ môn thôi. Mặc dù Keller cũng là người, tức là người hay so với vai trò thủ môn số 2, nhưng mà so với cả Baker thì vẫn có một cái sự chênh lệch. Vâng, trong 7 chuyến làm khách gần nhất đến sân Emirates, Liverpool có đến 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Anh nghĩ như thế nào về cách Liverpool sẽ nhập cuộc ở trận đấu này? Tôi cho rằng đây là trận đấu mà với tôi là trận đấu lớn thực sự đầu tiên của Liverpool ở mùa giải này. Họ đã đá trên sân của Leipzig, nhưng mà Leipzig thì cũng không phải là như Dortmund hay là Bayern Munich, vẫn có khoảng cách cũng không bằng được Leverkusen. Thế rồi họ cũng đã gặp Man United, gọi là ngày xưa là trận derby bóng đá Anh, nhưng bây giờ mới chỉ là cái tên thôi. Tuần trước Liverpool thắng Chelsea, tuy nhiên Chelsea thì vẫn có những cái non nớt. Chelsea có nhiều cái hay và với tôi xứng đáng vào top 4, nhưng mà vẫn có những cái non nớt và Maresca vẫn cần thêm kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Thế thì tôi mới cho rằng trận này là trận lớn thực sự của Liverpool, một cái trận đấu mà các cầu thủ Liverpool phải trổ hết tài nghệ, kinh nghiệm và cả cũng là một cái thuốc cử cho Arne Slot trong một trận đấu quan trọng thực sự. Tôi nghĩ là sẽ không đơn giản đâu, mặc dù pháo thủ thành London là vừa mới bị thua ở giải Ngoại Anh và mất khá nhiều cầu thủ. Vâng, câu hỏi cuối cùng dành cho bình luận viên Quang Huy, anh đánh giá như thế nào về trận đấu này và anh có thể đưa ra dự đoán của mình về tỷ số của trận đấu này không ạ? Tôi cho rằng có thể sẽ là một kiểu chơi thong dong. Arsenal mặc dù thiếu người nhưng mà cái kiểu đá của họ năm nay là tôi hiểu là họ muốn đá theo cái cách là để mà đẩy tinh thần của mình lên, luôn luôn có một cái niềm tin cháy bỏng vào phong cách của mình tạo dựng. Thực tế Arsenal đã nhiều lần thành công trong cái bối cảnh họ khó khăn nhé, họ khó khăn nhưng mà họ tin vào những gì họ đang làm, là bởi thế là cuối cùng vẫn vượt lên theo một cái kiểu nào đó. Thế thì tôi cho rằng là Liverpool sẽ đá thong dong thôi, và nếu cần đội bóng của Arne Slot có thể nương theo đối thủ chứ không phải chơi theo kiểu Klopp đâu. Tôi chờ đợi một trận đấu hay ở Emirates và với tôi thì số hòa là hợp lý. Tôi mong muốn cái cuộc đua bóng đá Anh tam mã nó sẽ còn diễn ra. Thành ra là tôi nghĩ rằng thời điểm này Arsenal tức là sức mạnh lực lượng như vậy cố gắng giữ hòa chứ cũng đừng đặt ra mục tiêu thắng làm gì cả. Làm sao đấy vòng trước thua rồi vòng này giữ hòa để nuôi cái niềm tin đi tiếp, sau đó tính sau. Chứ bây giờ mà cố mà thắng thì rất có thể bị phản đòn và thua. Tôi thiên về tỷ số 1-1. Xin cảm ơn bình luận viên Quang Huy về những nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, rõ ràng trận Super Sunday giữa Arsenal và Liverpool thực sự là trận đại chiến có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch. Màn cọ sức rất được chờ đợi này sẽ diễn ra vào lúc 23:30 vào đêm Chủ nhật này. Và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo.